Tin tức nóng hổi, tỉnh Gunma. Bởi AI của Taiseki FM. Một buổi lễ và hội nghị chuyên đề đã được tổ chức để kỷ niệm 10 năm đăng ký di sản thế giới. Lễ và hội thảo chuyên đề kỷ niệm 10 năm đăng ký di sản văn hóa thế giới, nhóm di sản công nghiệp tơ lụa và nhà máy tơ lụa Tomioka. Nó được tổ chức vào ngày 29. Bốn thị trưởng của Tomioka, Aisesiki, Fujioka và Shimonita, nơi đặt tài sản cấu thành. Khoảng 170 người, bao gồm học sinh trung học địa phương và các tổ chức tình nguyện, đã tham dự.